Hành trình lột xác 2019, show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng, stylist Hoàng Cu, diễn viên Lan Phương, bác sĩ Annie Lê. Chương trình truyền hình thực tế hứa hẹn những màn lột xác ngoạn mục chỉ có trong Hành trình lột xác mùa thứ tư. Đón xem Hành trình lột xác 2019 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Today TV.